Rồi em chào anh em nha. Clip này là clip chiều. Clip này thì hồi sáng giờ thì em lên với anh em hàng khá, hàng tầm trung, cũng có hàng đẹp nữa nhưng mà nó cũng ít ha. Thì riêng biệt một clip buổi chiều này thì em lên với anh em một tí phụ tùng đi căn mùi rã xe hàng cọp ha, hàng đẹp luôn, hàng căng ha anh em ha, giá nó cũng cao á. Nói chung video này hàng giá nó cũng cao, thì hàng đẹp thì giá nó cao chuyện bình thường thôi, tùy anh em mỗi người mỗi cảm nhận ha. Mình vào chi tiết luôn nha anh em. Anh em cần món nào thì anh em liên hệ mình. Nó cũng có vài món thôi. Video này em được một cây cản 99 tháo xe cọp ha. Một cây bát nạ kèn với cây ghi đông. Cũng tháo xe căng luôn nha. Tiếp nha, nói chuyện á. Cái đồng hồ quay 110 202, cái chó với đèn lái với lại yếm quay 110 202 nguyên khu vực này cho về đây. Khu vực cho về đây. Rồi em vào chi tiết báo giá anh em nha. Và anh em cần nào hú bách nạ kèn quý thái 110 tháo xe, bách nạ kèn với cây ghi đông này là trên một con xe tháo xuống nha anh em. Nói chung là anh em khỏi suy nghĩ về độ đẹp, chỉ nói về giá thôi. Nói chung hàng đẹp thì giá nó có hơi nhỉnh xíu, thì có gì anh em mình thông cảm ha. Cây kèn anh em nhìn nó chuẩn nòng súng luôn, cái này chuẩn luôn ha, con ốc này chịu xét luôn nha anh em nha. Đó, anh em nhìn cái bát nạ anh em biết quá trời mới, quá trời đẹp luôn đó. Mình đâu vệ sinh đánh bóng rồi, thật là tới luôn cho anh em luôn, anh em về với việc lắp thôi. Hai con ốc bắt bát nạ này là như tồn luôn nha anh em, như tồn luôn, chuẩn tháo xe căng nha anh em. Ốc bắt kèn là chưa từng tháo ra lần nào luôn nha anh em. Cái kèn này anh em nhìn ốc chỉnh kèn là chưa có một cái dấu tích nào luôn á. Mã của dắt kèn là 20-27, như tồn anh em. Nói chung thì hàng này thì lâu lâu mình mới có một lần, giá thì nó có nhỉnh xíu rồi, anh em có gì thông cảm bỏ qua ha. Đó, anh em nào cũng vừa mắt thì liên hệ mình ha. Bách nạ kèn này anh em lấy mình bán giá là 1 triệu nha. Đó, bách nạ kèn này anh em lấy mình bán giá 1 triệu. Ba đang quay clip rồi, kênh đi chơi đi. Bắt lại kèn anh em lấy giá 1 triệu nha nè. Ba ơi, ba giờ hết chân rồi. Kèn đi tới đi lui hoài chỗ ba quay clip sao được. Nè đi vô đi. Rồi tiếp theo nữa nha anh em. Ghi đông sò khỉ. Ghi đông sò khỉ này anh em lấy là mình bán. Mình báo giá cho anh em. Ghi đông sò khỉ này thì mình có rá cái cùm. Mình có rá cái cùm lên. Cây này là như tồn nha anh em. Nó với bắt nạ kèn là trên một con xe rã xuống đó. Cây này mình nói anh em như tồn. Cây ghi đông sọ khỉ này á thì ở đây mình có rá cái cụm tồn lên nè, cụm 99 tồn mình rá lên nè. Nè. Mình có rá cụm 99 tồn lên nè, cụm này cụm tồn chưa xài nha anh em, cụm chữ cộm đúng 99 luôn nha, đúng đá 99 luôn nha. Nói chung bây giờ anh em đi kiếm cụm 99 là chẳng ai lai khẩu nha anh em. Cây ghi đông sọ khỉ này nè, nếu anh em lấy á là luôn cụm này á thì 4 triệu. Còn anh em lấy cây ghi đông này không á, mình báo giá anh em trước luôn nha. Cây ghi đông này không anh em lấy là giá là 1 triệu 7. Đó. Anh em nào mà ưng bụng vừa mắt á thì anh em liên hệ cho mình. 100% là sơn zin anh em, không có dặm tút nha. 100% là mình bao anh em là sơn zin không dặm tút nha. Như mới luôn nha anh em, mới tháo lần đầu luôn. Chưa từng mở ra lần nào luôn nha anh em, không có một miếng dấu luôn nha. Ừ. Rồi Ken đi qua đi chỗ ba đang quay clip rồi con. Ba đang quay clip bán hàng cho mấy chú ha. Anh em nào có điều kiện thì mình chơi mấy cái hàng này nè, về là mình ráp luôn à, chứ mình không có phải sơn si dặm tút gì hết á. Nếu mà mình có điều kiện, còn nếu mình không có điều kiện mình cứ mua hàng tầm trung rồi mình sơn si mình xài bình thường nha anh em. Chứ không phải em bắt buộc anh em phải mua hàng này thế nọ nha. Quá trời đẹp rồi. Đỉnh luôn nha anh em. Đó. Cây này anh em lấy lẻ là 1 triệu 8 nha, cây ghi đông lấy lẻ là 1 triệu 8 nha. Còn cái cầm này, cầm đề 99 này anh em lấy lẻ là 2 triệu rưỡi nha. Đó. Thì anh em mua lẻ thì giá nó sẽ cao. Còn anh em mua cầm với ghi đông luôn mình bán 4 triệu nha anh em. Cỡ này là nói chung là cũng gọi là cực kỳ căng rồi nha. Ở thời điểm hiện tại cây cỡ này là kiếm không ra rồi. Đó. Cây này đóng chữ C 99 nè. Mực còn đầy đủ nha anh em.
Rồi tiếp theo nữa mình báo giá với anh em cây cảng 99 đó. Ở thời điểm hiện tại mà anh em kiếm được một cây cảng 99 mà đẹp cỡ này thì mình nói thẳng luôn, còn kim đáy biển luôn nha. Cây cảng này hồi trước á, là mình bán cho ông anh của mình ở ngoài Hà Nội á, là mình bán cho ảnh là 3 triệu. Cây cảng này nè, mình bán đi rồi, ảnh về ảnh lắp lên xe rồi luôn đó nha anh em. Rồi sau đó là mình mới bán, ảnh mới mua một cây cảng tồn của mình. Ảnh mới mua một cây cảng tồn 99 của mình. Theo xe mà mực nó còn luôn là anh em biết rồi á. Nè, mực nhà máy còn luôn nè. Không có gì để bàn gì cây cảng này nha anh em. Mình bán cây cảng này trước cho ông anh mình là 3 triệu ở ngoài Hà Nội á. Phía sau mình là chưa đóng hòm luôn, bóng ngáo luôn anh em, nó rất là mềm anh em ơi, nói chung anh em cầm đã tay dữ lắm. Thì ảnh mới mua cây cảng tồn của mình, ảnh nói thôi anh gửi lại em. Thì bây giờ mình nói thẳng với anh em luôn, cây cảng này bây giờ á mình bán 3 triệu lại cũng được không sao đó, nhưng mà mình bán anh em 2 triệu 8 đó. Cây cảng này lúc trước mình bán cho ảnh là 3 triệu á, ngay bon anh em, không có công một miếng nào nha anh em nha, không có công nia gì một miếng nào luôn nha anh em. 99 mà cỡ này bây giờ đi tìm mò kim đáy biển anh em, không có đóng một miếng hòm tay luôn nha anh em đó, dẻo như sim bét luôn. Sơn riêng toàn tập nha anh em, có dấu xài anh em lưu ý nha, cảng này nó cũng cảng theo xe tất nhiên có dấu xài nha anh em đó. Anh em chơi alo, cây này mình bán giá 2 triệu 8. Rồi tiếp theo nữa, vài món phụ tùng quay 112 lá 2 tháo xe cọp ha. Đầu tiên mình chào với anh em là cái đồng hồ, đồng hồ này do nó đẹp quá, mình thấy nó còn sợi dây km, nó cũng vip nè, mình để luôn, mình cũng không có tháo luôn, nó còn sợi dây km zin của nó luôn nè, dây nó còn mực luôn nè anh em thấy không, còn mực luôn nè, mình không tháo luôn, căng luôn nghe anh em, mình không có tháo ra luôn á, để cho anh em luôn á, mã này KT thấy không, zin căng luôn á, mình để luôn á. Cái đồng hồ này kiếm rim theo xe, kiếm miếng răng mặt cũng không có nữa. Cái mặt kia kính là kiếm miếng răng cũng không có, đây mực này vẫn còn luôn nè đó, đỏ đỏ nè anh em thấy không nè, chữ nhỏ nè, nét to nè, thấy không, cây kim như tồn anh em, đúng ô đô đồng hồ là 20.007 cây. Đây kim có ngắn nha anh em, kim có ngắn nha đó, quay 110 202 xài chung với quay 110 201, xài chung với quay 100 thái 202 luôn, nó ở 3 vòng. Hồi trước em không biết chứ thì em cứ nói đè quay 110 201 không, nhưng mà mình từ từ mình hiểu ra nha anh em, từ từ mình hiểu ra rồi mình biết cái nào mình nói đó vậy thôi, như tồn luôn nha anh em. Kính rim theo xe không có một miếng răng nứt gì luôn, không có một miếng trầy luôn, chưa rửa chưa vệ sinh luôn đó. Em có chùi lại cho nó sạch một số bụi nha anh em, cái nào nói có nó có, không nói không nha. Con ốc nè, đắt 2 lá 2 nha anh em, đắt 2 lá 2 nha anh em, chưa rửa luôn nha anh em. Đồng hồ này bản chất nó có dơ đó, đồng hồ này á, anh em lấy mình bán giá là 2,5 triệu nha đó. Nếu mà cái này mà đúng 99 2000, đồng hồ này từ giá 5-7 triệu á, nếu mà anh em đúng cái đồng hồ 99 2000 là đồng hồ này từ giá 5-7 triệu á, 2,5 triệu nha anh em, xài cho quay 110 201 202, quay thái 100 202 là ngay bóc. Chó đèn, chó đèn và xi nhan combo này là 1,5 triệu, anh em mua lẻ cái chó là 1 triệu, mua lẻ xi nhan là 500 nè, trên một xe rã xuống luôn nè đó, anh em chơi nào chơi như tồn anh em. Kiếm miếng tì vết cũng không có nữa, cái chó sớm em bán rồi nha anh em. Kiếm cái tì vết cũng không có nữa nghe anh em, ốc chỉnh pha như mới luôn nha anh em, không có răng nứt bể miếng nào đâu nha anh em. Em báo giá tới giá này là nói chung là hàng đẹp nha anh em, anh em nhắm nào mình chơi được mình chơi đó, chui là bao anh em như mới luôn.
mực xanh mực đỏ gì còn hết. Đó, bao anh em là bóp còn dẻo nhẹo luôn nha anh em, chưa có bị chảy luôn nha anh em. Như mới luôn nha anh em, không một tì vết luôn nha. Cái chó với lại cái đèn lái này là 1,5 triệu, còn anh em lấy lẻ cái chó là 1 triệu, đèn lái là 500 nha anh em. Cái đèn lái này có chỉ có bị trầy xước lông mèo nhẹ trên này chút xíu thôi, còn ngoài ra là em bao anh em đỉnh của đỉnh nha. Thấy ông đa này nha anh em, đó mực xanh mực trắng gì còn đủ nha anh em, cái chui là còn mực đỏ luôn nè, rất đẹp nha. Rồi cái đèn lái này anh em lấy lẻ là 500 ha, còn cái pha này anh em lấy lẻ là 1 triệu nha. Anh em mua tồn full hộp vậy được rồi mình mua, mà cái nói chung cái này nó cái mã của nó là nó không có tồn anh em, cái mã của nó là nó chỉ có là full cái đầu thì nó có tồn, chứ nó không có cái chó lẻ 201 tồn đâu nghe anh em nha. Nó không có lẻ cái chó 201 hay là 2 tồn đâu. Ken đi ra đi vô hoài chỗ ba làm Ken. Đó, rồi em báo giá anh em rồi ha, còn miếng yếm này thì 1,2 triệu. Tem rim theo xe của nó nè. Như tem mới luôn anh em, nhưng mà nó đục hơn tem mới anh em. Nó đục hơn tem mới. Đó. Bao anh em là cái yếm này như mới luôn nha. Nó đen phùi luôn á. Như mới luôn nha anh em. Quay 110, 201, 202, quay thái 100, 202, quay alpha, lốc trắng, lốc đen, nói chung tất cả các dòng quay nhỏ nha. Bát móc 100%. Chưa rửa luôn nha, em chỉ có chùi bề mặt thôi nha anh em. Chùi bề mặt tại nó đẹp quá thì em chùi. Đó. Đát 202 nha anh em, tháng 7 năm 202 nha. Đó, anh em xài alo miếng này 1,2 triệu nha, như mới luôn. Rồi, video em cũng kết thúc 12 phút thôi, anh em cần hú mình nha. Chào anh em nha. Đó thì anh em cần gì cứ hú mình, hàng thì có tới đâu mình báo anh em tới đó nha. Cảm ơn anh em theo dõi.